Bây giờ sao? Thì bây giờ mình ví dụ mình coi là à các bạn này bị đột biến gen hay gì đó, hay là qua bên Nhật bị nhiễm phóng xạ dù vậy đó. Vậy đi, nghĩ chi cho mệt đầu, nhức đầu lắm. Ừ, chăm chế đi. 79 bực mình hàng nghe chưa tí. Vẽ sai bố cục nguyên cái phần trên em trường cho ai nằm ở đó hả em? Hồ Ngọc Hà, ơi trời trời trời, trời đất ơi, Hồ Ngọc Hà vẽ đó hả mấy em? Vậy sao? Trời, ngon lành quá ha, vẽ đẹp dữ. Lên báo liền mấy em, trời không phải thường đâu nha. Lên báo liền. Đẹp phết, đẹp không? À, trời đó ăn lên không đó. Cảm ơn các bạn đã tặng quà hả tim nha. Lên 15k tim đi. Cái gì vậy? Mờ quá thì ở vụ gì mờ em. Trời ơi, cái máy của thầy đang rất là sáng và nét mà. Có thêm đèn mà sao mờ được. Sao mà mờ được. Nè, có cái đèn nữa là sao mà mờ được. Thầy nói 3 phút mà sao này kia hả? Vậy tôi lười, tôi không lên luôn, tắt like luôn bây giờ. Vậy đi. Vậy rồi điểm sao chờ, chăm chế đi. 72 đi, tội nghiệp. Có công vẽ được rồi. Tên gì? Ngọc Hăng, sao chuyến này vẽ vậy đó mà sơ sài quá vậy em ơi. Sơ sài quá vậy em. Quá là sơ sài luôn á. Một vài nét sơ sài tôi bực bội trong người nha chưa. Chăm chế đi, cộng thêm 4. Sao lai nào cũng bựa vậy thầy, ai biết. Cái gì nữa hả, tới nữa, cái vụ gì nữa vậy? Yến Trang, ai nữa? Cái gì nữa vậy? Rồi, từ từ nha. Thầy hỏi trong cái phiên la hồi xíu, từ từ. Bạn Trinh là lớp nào? Lớp 6A mấy? 6A1 hay là 6A5? Hay là 6A4? Tôi nhớ bạn Trinh 6A4 phải không? Thành viên của lớp 6A4 có xem live trong đây không? Lẹ lên. Nhanh đi, tôi vô đây tôi nói chuyện luôn nè. Đâu rồi? Bực mình hả? Bực bội giống người ha. Em cái gì? Bạn Trinh lớp nào? Sao tôi nhớ là lớp 6A3, 6A4 ta? Tôi không cần biết 6A3, 6A4, tôi về cũng không cần biết. Nhưng mà lớp 6A4 đã nộp bài rồi. Chỉ có lớp 6A3 và lớp 6A5 là chưa có nộp bài. Vì ngày mai mới có tiết. Mà tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi nói là lớp trưởng trong lớp báo bài phải chụp hình lại để báo cho cái group lớp mình. Và cái bài này thầy đã nói trước, hồi trước Tết. Rồi sau Tết thầy nói lận lần nữa. Mà ngày mai học môn tôi bây giờ vẫn có một số người nhắn tin là hỏi cái này, cái kia, cái nọ được không? Mà thầy kêu dẫn lại, thầy đâu có ở không, thầy dẫn từng bạn vậy. Ngày mai lớp trưởng của lớp hai lớp này, một trong hai lớp này lên số bài. Cái tội không phổ biến đàng hoàng cho lớp. Ok ha. Trinh lớp 6A3 rồi, ok, lớp trưởng lớp 6A3 lên số bài. Giờ này là 10 giờ rưỡi tối rồi, chứ đâu phải là ban ngày đâu mà cứ nhắn tin hỏi bài hoài vậy. Làm việc thì cũng phải làm việc giờ gì? Giờ hành chính thôi chứ. Ai mà rảnh rỗi mà giờ tối đêm khuya người ta về người ta nghỉ ngơi, mấy em nhắn tin cho thầy cô giờ này mà hỏi bài hỏi bọng, rảnh rỗi quá ha. Rồi nói sao thầy cô hỏi bài không nói, không chỉ, không này kia. Người ta đã giảng không chịu nghe, nói không chịu nghe, lớp trưởng không chịu phổ biến. Rồi làm cái gì? Ngủ hả? Rồi giờ 10 giờ rưỡi rồi nhắn tin hỏi. Em hỏi lớp trưởng em đi. Bực mình. Giờ này giờ nghỉ ngơi của quý thầy cô mà cứ hỏi hoài là block bây giờ đó. Block đi sáng mở nha. Đang hả? Anh nhắn đang là tụt mốt luôn đó. Bực mình ghê không? Cái đùi đâu mà cái đùi. À cái này là cái kiểu như là cái câu này kia người ta đang nói này kia vô đó, chứ đâu phải cái đùi đâu. Em tưởng tượng là cái đùi đưa lên hả? Nằm mơ đi. Mệt muốn chết. Bài này điểm cao á. Ủa? Ôi trời ơi, đúng rồi chứ sao nè, thấy không? Nè ví dụ nè, ở đây người ta vẽ như thế này, người ta để hai cái này để người ta ghi cái câu chuyện của ta vô. Ví dụ nha, cái câu caption ở đây ví dụ đi. À, cái nhân vật này đang hai, đang chào bạn đi. Bạn tên gì đó? Từ từ, để tôi coi. Từ từ nha, bạn tên gì đó? Bạn tên là Hạnh Dung phải không? Hai Linda xin chào Hạnh Dung. Đó, chẳng hạn là như vậy đó. Ghi chữ vô, khổ quá đi. Vậy đó. Ừ.
Mệt mỏi mấy em. 95. Quá mệt mỏi đi. Gì nữa? Ôi trời, cái bước này 95 tội nghiệp quá hả? Thấy em không thầy, em là ai? Em là ai vậy? Nè nha, đừng để tôi bạo lên nha chưa. Tôi đang chấm điểm bài mà cứ nhắn tin cho tôi hoài làm sao hả? Cái bạn mà cười hở hàm răng. Tội nghiệp quá. Cộng thêm 5. Trường nào vậy thầy? Cái trường nào mà nó nằm ở trên mặt đất, nó nằm ở dưới mặt trời đó, ai mà biết. Mệt chết. Cái gì nữa vậy? Nghe là biết thầy trong làng gớm bát tràng là sao vậy? Nữa rồi là cái gì? 95 trừ 90 hả? Sao hát ôm em dữ vậy? Là cộng điểm dữ chưa? Sao không ke nét đẩy sau vô? Quốc Huy đó, là y chang không? Tôi nói mấy em rồi, Huy lúc nào cũng không có để ý bà dở vậy chưa. Mỗi lần nhắc tới Huy rồi là nó mang một cái kiểu như tuột mót, tuột thẳng luôn, từ trên thiên đàng rất cái dèo xuống địa ngục luôn, không có tới cái mặt đất được, hiểu không? Mệt ghê. Ủa sao mà con Doraemon này nó đổi cái nón của thằng Luffy là sao vậy? Hơn mình ấy, nó có cái thẹo nè, chờ tôi định nói là ủa nó có cái thẹo không, bây giờ nó có cái thẹo nữa nè. Đây là Dore Luffy hả? Không, bây giờ mình ghép tên lại đi. Dora. Không, khoan từ từ. Dora Phi. Được. Dora Phi. Ok, sáng tạo. Sáng tạo đó. Sáng tạo trừ 5. Cái tội sáng tạo tào lao. Lấy rau ông này cắm càm bà kia, rồi kêu chồng cộng điểm, trừ điểm em chưa. Anh chăm chế đi. 70 có sự sáng tạo đi bạn hai. Mệt. Cái gì nữa? Bực mình ha. 2 điểm đi thầy ơi, trừ 2 điểm hả? Phải không? Sao trừ 2 điểm tội nghiệp vậy? Bây giờ mấy em trả lời giùm tôi đi, mấy em mà trả lời đúng đi là tôi không trừ điểm bà này luôn. Chờ không? Không, bây giờ vậy nè, mấy em trả lời đúng tôi cộng cái bà này thêm 5 điểm. Ghê không? Đi. Vậy ha. Rồi ok, giờ bắt đầu chơi nha. Ok, mấy em bây giờ về mà chơi mình tính vậy đi. Sau khi thầy đọc cái câu đố xong, thời gian của chúng ta là 10 giây luôn. Thầy sẽ tính cái comment nào nhảy lên sớm nhất, nhanh nhất là comment số 1. Nếu như trả lời đúng thì coi như đúng luôn, mà cái comment đó trả lời sai là sai bét luôn, là coi như kết thúc trò chơi liền. Ok nha. Rồi bây giờ đố gì là từ tôi nhớ tôi đố cái gì đây. Nó khó quá thì chút xíu quay lại đi, mệt quá à. Quên rồi. Quá mệt mỏi đi. Em vẽ cái gì vậy em kia? Tên gì đó? Khánh Ngọc. Em vẽ gì đây em nộp tôi hả? Em gan dạ quá ha. Vẽ gì nộp tôi nè? Chủ đề tự do đó mấy đứa. Vẽ mà không có gọi là tô màu hay đánh trắng đen gì trơn á, đội điểm cao. Cao vừa nói mà cao. 60 đi. Ê trời trời trời. 60 hả? 56 điểm. Nè phải như thế này mới được nè. Dăm thấy không? Điểm phải cao lên mới được. Tên gì? Huy Phan thấy không đó. Điểm cao xuất sắc luôn thấy không? Phải như vậy mới được. Tên gì đó? Đó thấy chưa? Vậy đi. Melio bị teo cơ là gì đó hả? Chứ sao? Cái gì nó vậy bạn Di? Giờ này em biết khuya lắc khuya lơ rồi chưa? Hả? Bây giờ cái group mà khói sáo nhắn tin cho tôi làm sao? Hỏi bà gì nữa? Mấy em làm phiền quá là tôi block mấy em hết trơn bây giờ nha. Chèn phẹt ơi đang chấm bài nha. Còn mấy em có vẽ bài thì mấy em tự nghiên cứu đi chứ. Bài giảng đâu ngàn lần rồi mà cứ quay lại hỏi hoài. Mà hỏi rằng giờ cao điểm không à. Mai mốt lựa 1 giờ sáng ha nhắn tin. Bực mình à. Nói hoài không biết nghe hả? Mấy em học bằng cái tai hay bằng cái miệng? Mà sao giảng biết nghe vậy chân vậy? Tôi chưa thấy cái lớp nào mà không biết nghe như cái lớp này của mấy em. Từ hồi xưa tới bây giờ luôn đó. Bực mình. Nói 1 cãi 1, nói 10 cãi 10. Cái miệng hả? Tối ngày hả? Không có lành da non.
tôi mà em mấy em mà ha, mà táp tôi vô một lần nó đi ha, là ngày mơ ha, tôi cho nguyên lớp đứng hết trơn luôn đó, báo trước á, nghiêm rồi là xong mà đứng luôn đó, báo trước. Cái gì nữa? Rồi anh chăm. Mình chấm bài không cho mực luôn nè chợ. Rồi anh chăm điểm đi. Bài của em đó thầy, sao em nhiều chuyện. Thấy bài đẹp cái tương tước. Nguyễn Văn Tiến. Ủa bình thường anh vẽ đẹp dữ vậy sao? Ủa? Phải không trời? Chắc phải rồi đó, đẹp không? Tốt quá mẹ mơ. Ngon lành chưa? Ngon cành đành cành đào. Tươi lắm. Gì nữa? Chủ đề tự do đó. Ăn uống gì vậy hả? Tôi uống cái gì kệ tôi. Mệt. Sanji. Được đi, chăm chế đi. Nhật Hào, ôi trời ơi, Nhật Hào là tội nghiệp lắm mấy em ô. Bạn vẽ được như thế này là cố gắng dữ lắm đó mấy em ô. Trời tội nghiệp quá đi. Tôi thấy trong đây có hai con số 66 nè. Để tôi cho em điểm 66 nha. Chứ sao? Tại vì á, em dở. Em thấy trong đây có số nào em phải né cái số đó ra. Đừng không cái em để số 66 thì tôi cho em 66 điểm chứ nhiều. Ví dụ em để số 100 tôi cho 100 điểm. Nào, em để số 1000 cho 1000 điểm nó khác. Còn giờ sờ sờ trước mặt như thế này rồi cho bao nhiêu? Hả? 66 lật ngược hả? Được không? Ừ, vậy đi. 99, trời ơi 99 cũng tức nổi não chứ. Tạ nhân vật vậy đó hả? Ừ, mai mốt kiến nghị để số 99 đi. Mệt mỏi em chết hả? Tên gì nó đây? Luffy nữa hả? Sao cái mặt của nó nhìn gì đâu mà hả? Tuổi hờn chắc móc quá vậy. Phúc Đạt trời, hôm nay Phúc Đạt giả tốt dữ vậy em. Được quá nè Đạt ơi, tốt quá đi. À, chăm chế đi. Đạt tốt lắm mấy đứa ơi. Phúc Đạt bị ăn hiếp hoài hả? Hồi chiều Phúc Đạt lên tâm sự với thầy, tại hồi chiều nay thầy giải lớp 84. Tội nghiệp lắm. Mắc cười lắm, vẽ lạc đề. Lên và mới nghiêm xong cái lên nộp bài luôn mấy em, thầy giật mình luôn. Thầy nói lạc đề ơi, xuống đi. Ủa sao lạc đề? Tại không tô màu. Tại vì vẽ cửa sổ nhà thờ mà không có tô màu thì chết ngắt. Cái quê quá. Quê quá cái ngọn nguyên tiết không vẽ bị tôi chữ. Cái nhìn tôi cái bài đặt lên tâm sự rồi đó. Ừ. Cái ngữ hay tâm sự lắm. Mà tâm sự vậy chứ không biết có nhớ gì không. Vậy đó. Tội nghiệp, nhỏ con nhất lớp. Tối ngày đi chồng Văn Quy, bị Quy nó đánh. Tội nghiệp quá. Thôi tội nghiệp quá ha. Có sự cố gắng thôi trong chăm. Có cố gắng. Rồi chăm. Rồi. Cái này là tôi nhắm mắt thôi nha. Nhắm mắt là tôi ghi thí. Tôi nói rồi, cái bạn Huy đó là bạn đó là không có chấm được cái điểm nào hết trơn. Thiệt luôn. Tôi dạy bao nhiêu anh tên Huy là tôi thấy là không có đạt. Thiệt, rớt. Gặp là cứ đánh rớt đi. Thiệt, thiệt luôn á. Không có ưng, thiệt luôn, không có ưng được, không có chịu được. Minh Hiếu nè nè, Mạnh Hiếu chứ. Nè, vẽ gì được đi, trời ơn chăm. Trời ơi, sao em vẽ đúng cái nhân vật mà tôi mê vậy. Tội nghiệp Obito lắm mấy đứa ơi. Một người vì yêu mà chết cũng vì yêu. Tội nghiệp quá đi. Mấy em không biết cái cảm giác này đâu, tội nghiệp lắm. Trời ơi, cổng gắn cắn gà nhà đó, quà tặng của đệ tử đem tới cho thầy của mình là gì biết không? Là nguyên con củ quỷ. Trời xuất sắc, gửi không? Tội nghiệp lắm luôn đó mấy em ơi. Tôi coi cái này mà tôi nói thì tôi cảm động, tôi rơ lệ, tôi khóc 10 năm, ở lộn, tôi khóc 10 giây đó. Tội nghiệp lắm luôn. Tội nghiệp lắm. Mà thầy nói ha, cái khúc cuối cùng để thầy cởi cho nghe. Cái khúc cuối cùng mà ảnh bị hạ đó là cũng phải chịu hồi cái gì à, cha của Naruto lên thì chính ổng xử cái này luôn. Thì khi đó ổng mới biết là đệ tử của mình. Tội nghiệp lắm mấy đứa. Tội nghiệp lắm, càng nói càng thương. Tội nghiệp chết luôn mấy em ơi, mấy em không biết. Thiệt, không có tưởng tượng được. Mà ta nói hả, mỗi lần á hả mà nhắc tới cái này ta nói cảm động chết luôn, bực bội trong người, mà vừa bực mà vừa cảm động, mày không biết gì trơn, cảm động chết luôn. Ôi trời,
cảm động thấy khóc thiệt luôn nè. Rồi nhắc tới là buồn là thương. Ừ đúng rồi, là riêng đó mấy em. Mấy em vô em, mấy em coi câu chuyện của Obito đi, mấy em mới biết trời tội nghiệp lắm mấy em ơi, tội nghiệp lắm. Và thằng quỷ này nó cũng tào lao. Lụy tình mấy em, kể cho nghe. Thương người ta mà cái người mà ảnh cờ rết á lại thương cái thằng bạn học chung lớp, mà tại đó là ba người. Ba người mà yêu chéo vậy đó, cái ảnh lụy tình bực quá rồi làm chuyện tào lao vậy đó. Ờ thấy không, tội nghiệp lắm luôn. Tội nghiệp lắm, tội nghiệp lắm nha. Chưa cho nên em vẽ đúng cái mod của tôi cho em 100 điểm. Còn em vẽ nhân vật nào mà khác cái phim hoạt hình nào mà tôi ghét là tôi cho em 1 điểm, nói trước luôn đó. Tên gì đó thấy không, vì sao được 100 điểm, vì là rớt đi. Ủa cái này con gái hay con trai, sao có bạn nói chồng em, tôi giật mình, tôi tưởng là nó cái tôi tính nó là cái chị nào đó là con trai hả. Rồi vậy nha, hư vậy đừng chăm đi, hư tưởng gái trừ điểm đi. Thằng này tôi ghét không được 95, 96 đi. Thằng này nó cà chớn, quẩn đãi không có gì làm, đi khơ chuyện đánh lộn với người ta, vô duyên, ngang ngược. Thằng này Itachi tham gia cái gì, cái nhóm mà cái gì, cái nhóm gì mà mặc áo gì mà cái gì mà cái nhóm gì tắt ngang quên tên nữa rồi mấy em. Sasuke hả, là phải Itachi. Ủa cái gì tên gì tắt ngang tôi quên rồi. À đúng rồi, Akatsuki, đúng rồi. Khi mình nhắc tới cái nhóm đó đó, tội nghiệp lắm em ơi, tội nghiệp Konan. Konan là cái bà mà dùng giấy để đánh lộn đó, tội nghiệp ghê không, tội nghiệp quá đi. Bèn Obito xử mà hãy thấy thương Konan quá đi. Thằng quỷ này cũng mê chán, mê Sakura đúng không, mà Sakura thì lại mê thằng gì, thằng Naruto cũng y chang luôn, y chang cái tình cảnh lẻ loi giống Obito. Trời tội nghiệp, tưởng tượng làm nổi dáng. Tưởng tượng được luôn, tội nghiệp lắm luôn. Lộn rồi hả, ủa cái con nhỏ gì mà xài giấy đó tên gì, nó tên gì nam, cái gì nam đó, cô nam phải không, cô này phải không, hay là sao, tên gì, đúng rồi cô nam là ca đó em, đúng rồi đó, tội nghiệp lắm. Thì tôi coi tới mấy cái này tôi bực bội trong người lắm em ơi, đụng là phải cởi, không cởi là không được. 96 điểm đi, ghét quá. Itachi tội lắm hả, không có tội bọng gì hết trơn á, thấy ghét. Gì nữa, sao mà em vẽ vậy đâu mà hả, tao nói nó gọi là cái gì nè, không có chỉnh chu gì hết trơn vậy. Phạm Phúc Khang vẽ gì kỳ vậy, nó bút mực tô nè, hết cái mực đen luôn nè mấy em. Tô thấy ghét bây giờ gách giấy hay sao, khổ ghê. 6 chột. Trời ơi, 100. Hộ đẹp quá mấy em ơi, quá đẹp luôn mấy em ơi, tốt quá mấy em ơi, xuất sắc luôn mấy em ơi, quá tốt luôn. Mà hả, tao nói hả, phải vẽ cỡ này ăn lên mà đòi được 100, chứ mà dễ yếu hơn đòi được 100. 100 đâu ra. Nó phải vẽ ăn lên mới được, quá đẹp luôn đi nè ha. Đẹp quá, xuất sắc toàn diện luôn. Phải không? Xuất sắc không? Trời ơi. Cái gì nữa? Ai giờ này các bạn giá lộ với tôi vậy? Rảnh rỗi xin nông nổi hay gì, huy lắc huy lơ rồi mà còn nhiều chuyện nữa. Hình quang quy hả, sao hôm nay nó dễ ghê quá vậy. Vì là bao nhiêu điểm, 64 đi tiếp. Ủa cái bức này giống tranh Nhật Bản của Hàn Quốc Bảo rồi, chăm chế đi, bức này 90 luôn đi được. Cái gì ạ, lớp tặng siêu phẩm, trời lớp này học trò cưng của tôi mà vẽ không đẹp sao được mấy em. Thanh Ngọc, lớp này là năm lớp 7 hay dạy luôn đó, thành ra cái chắc vẽ nhìn nó ra. Một lớp khác cũng có nhưng mà kiểu như không có chọi bằng, nhưng mà mấy bạn cũng vẽ rất là tốt, thấy không. Đây bà này Sakura đó, bà Sakura đó là cái người hồi nãy tôi kể đó.
Ủa? Ừ, lớp này có ai vẽ Naruto luôn không? Hả? Nhiều cái bực mình trong người lắm em ơi. Cái này được đi, nhưng mà nhân vật thì tôi cũng thích. Trừ điểm 95. Vậy nhân vật này tôi thích, phải nó lùn. 96. Cái gì nữa? Vẽ bài chưa xong, vì đoạn nhiều điểm. Đánh phương pháp vì không đổi nhiều điểm. Hả? Sao mà làm? Tiếp. Đây, Naruto công nhận cái lớp này cái lớp thú dữ nữa rồi. Đó, đây. Con quỷ này là cái con quỷ hồ ly tinh chín đuôi. Đó lộn. Củ vĩ. Đó. Này là Naruto. Ghê không? Đó. Cái lớp này là cái lớp Weibo chính hãng. Hàng hiệu không không thể nào mà gọi là mấy em có quá hành cho đi chăng nữa tôi cũng biết được cái lớp của mấy em. Kiểu vậy. Tưởng tượng được. Sao? Ừ. Vậy đó. Tên gì đó? La Vĩnh Khang. Vĩnh Khang trừ điểm đi. Hồi chiều tôi giả lớp em, em nhìn tôi bằng nửa con mắt. Trừ 5. Bực mình. Tưởng tượng được. Chấm chế đi. 97. Thằng này tôi cũng không có ưa. Biết là tôi ưa thằng nào nhất trong cái bộ đó không? Tôi ưa cái thằng mà có cái hồ lô ngoài sau lưng á. Trời ơi. À thằng Gaga đúng rồi. Có hồ lô tội nghiệp ghê không? Tội nghiệp lắm em ơi. Thiệt, cuộc đời của con đó đau thương lắm, tội nghiệp. Rồi tới nữa nè. Lê Quang Thịnh tối ngày không có gì vẽ, tối ngày vẽ mấy cái này không nè. Vẽ cái chụp hình gửi cho tôi thầy ơi được không? Cho em vẽ mà em hỏi tôi được không là sao? Mà tôi nhận xét một cái ảnh làm ngược ý tôi hết trơn à. Nhưng mà được. Có sự nghiên cứu bài vở. Bạn vẽ không đẹp nhưng mà bạn đẹp nha. 100. Tên gì? Minh Vinh hả? Gớt. Vẽ người thấy ghét, mắt trận trắng hay gì? 40. Tưởng tượng được. Trời ơi đẹp chắc. Hải My lúc nào vẽ chả tốt. Thiệt luôn đó. Đây quá tốt luôn thấy không? Đậm phong cách hội họa. Ghê không? Xuất sắc. Ghê không? Ngon lành chưa? Ôi ơi đẹp ghê không? Chủ đề tự do mấy bạn. Xinh không? Xinh không? Ngon không? Ngon không? Ngon không? Đó cái đi mà cái chắc hội họa là mấy mốt mấy bạn học vô chuyên ngành là phải màu cỡ này ăn lên. Chứ mà màu theo kiểu trang trí là không có xinh. Trời ơi chăm. Hai bạn này ngồi chung với nhau, Xuân Thi với Lợi Hà My á. Trời ơi quá đẹp luôn mấy em ơi. Đẹp ghê nè, cái chắc hội họa mấy em nhìn thấy không? Dùng màu gót. Nó cái chắc hội họa nè, vạt ra cái chắc nó đã ghê thấy không? Tranh kiểu này mới gọi là đúng cái chắc mỹ thuật này. Trời ơi mấy mốt em vô đại học mỹ thuật đi phải vẽ được cái màu tông màu phải cỡ này ăn lên nè. Chứ mà vẽ theo kiểu mấy cái chân trước là đi đứt. Ủa Xuân Thi hai bài luôn hả Thi? Ghê vậy em. Trời ơi cái bài này kia chữ đẹp quá chăm. Trời ơi đẹp quá luôn mấy em ơi. Vẽ kỹ ghê. Một bài thì đậm phong cách hội họa, một bài thì đậm cái nét ha. Đường nét cái kia chữ cái trang trí tao nó đã gì đâu ghê không. Thầy nói rồi cái lớp này là nó đã lắm luôn. Cái gì vậy em kêu nói gì đó? Gaga đau thương như Naruto mà thầy không. Thằng Naruto nó còn cha còn mẹ nó, còn Gaga nó mất cha mất mẹ nó không còn ai hết. Tội nghiệp lắm em à. Tội nghiệp thấy thương lắm luôn. Ủa hình như tôi nhớ lộn hay sao rồi đó. Quên. Lâu lâu nhớ lộn. Ê em kèm nói gì đây? Trời ơi, tôi chỉ nhớ lộn thôi mà mấy em bắt bẻ tôi hả? Hả? Mấy em nói là sao? Hử? Mấy em nói là sao? Tôi xử lý mấy em bây giờ anh chưa? Chứ em phải cơ lâu lâu người ta cũng phải nhớ lộn chứ làm như tôi là cái gì? Tôi là cái máy vi tính hay gì mà luôn luôn đúng? Tôi nói cho mấy em biết trước. Điều thứ nhất, thầy Văn luôn luôn đúng. Điều thứ hai, thầy Văn có sai thì xem là điều một. Ok?
bực mình. Điều thứ ba, cả hai điều đều đúng. Rồi hồi nãy giờ có 100+ ca tim vậy thôi đó hả? Thầy ghét qua đi. Không có quà cáp gì hết trơn, không có một cái bông hồng nào đưa lên hết trơn á. Hả? Bực mình hả? Nên thấy cái tổng cái trời ơi, bởi vậy mới nói xong cái tự động bông hồng nhảy lên, nó nói hả, trời ơi dễ thương gì đâu đó. Dễ thương quá đi, hãy tặng cho mấy em một cái đóa bông sen nha. Một đóa bông sen trắng đại diện cho sự tinh khiết, tinh khôi, trong trắng của mình nhé. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn một năm mới an khang, bình an, suốt cuộc đời bình an nha. Ừ, tai qua nạn khỏi. Mẫm chết hả? Tên gì đó? Vòng Nhật Pháp thì trừ em 5 điểm nè. Bực mình. Nó tô mà nó rảnh rỗi, nó tô đến ở ngoài rìa luôn nè mấy em. Trừ điểm. Không có kỹ càng mà còn làm ẩu tả nữa. Tưởng làm gì là hay đó hả? Tưởng làm như vậy là hay đó hả? Hay gì? Rồi bây giờ em vẽ người ta bị hói cái đầu rồi nè. Tôi trừ điểm. Nhân vật này là con cá mập, tôi rất là thích cái con cá mập này trong cái nhóm của Akatsuki. Tôi rất là mê con cá mập này, nhưng mà em vẽ người ta cái đầu bị hói, trừ điểm. Đúng vậy, Kisame, nó đó. Cái thằng này thì nó tối ngày con mắt nó trợn trắng thôi, mà nó hay chơi xấu bạn bè và có cái bệnh nói xấu người khác. Các bạn nhìn cái nhân tướng các bạn có thấy rồi đó. Mắt thì có tí nị mà hai con mắt nó xa nhau. Cái cổ thì bự, tức là bị bệnh đau. Thứ hai nữa là gì biết không? Thức khuya ngàn ngày chưa ngủ, thành ra con mắt nó vậy đó. Thâm quần ba bậc luôn, 1, 2, 3. Rồi không? Tưởng tượng được. Cái miệng dài tới cái mang tay, chỉ có nói xấu người khác thôi, không bao giờ nói được cái gì đó tốt đẹp hơn. Cái gì? Bực bội trong người hà. Giống thầy đó hả? Em tin không? Em nói một câu nó đi, tôi cho em lên đoạn đầu đài, em giải em ra pháp trường bây giờ nha. Tôi đạm vô lãnh cung bây giờ đó. Bài này được 95. Tiếp. Trừ điểm em nữa nè. Bực mình hà, không có chỉnh chu gì hết trơn á. Mấy em rảnh rỗi quá, mấy em làm, mấy em tạo điều kiện công ăn việc làm cho tôi hay gì á. Nhờ hơn có cây kéo cái bên tôi cắt giùm đó, cho tôi trừ điểm mấy em rồi đó. Tôi chấm bà chưa mệt hay sao mà mấy em hả, để đó cho tôi cắt bà giùm nữa vậy. Nhật Hào hả, trời tội nghiệp chăm. Trời ơi tội nghiệp quá mấy em ơi, vẽ được như thế này là quá xuất sắc luôn đó. Trời tội nghiệp quá mấy em ơi. Bạn có cố gắng đó, tội nghiệp lắm luôn. Có cố gắng tội nghiệp hiền khô hả, bị người ta hiếp. Bị cả lớp tẩy chay. Không đánh thằng Đạt thì lôi đầu thằng Hào ra đâm, tội nghiệp. Hai đứa bị tội nghiệp nhất lớp thôi, kệ, có cố gắng cho điểm cao. Tôi đi vô lớp cho tôi tình cảm lắm, trời tôi nhìn tôi quan tâm tôi thấy hết là tại tôi không có nói thôi. Đề tự do. Cái gì? Chí Thuận hả? Cái gì? Do bọn nó láo thầy ơi. Sao? Có người biện minh kìa, từ từ để tôi xử cái ca này luôn. Quang Thịnh nó sao? Do bọn nó láo hả? Cái gì? Hào nó láo hả Thịnh? Không. Thằng Hào với thằng Đạt nó láo hả? Từ từ để một xíu nha, để thầy lôi lại nha. Bây giờ Lê Quang Thịnh là tác giả của cái bài này nè mấy em. Nó láo lắm hả? Ừ. Sao? Vụ gì? Để thầy xử luôn nha. Trừ bao nhiêu điểm? Sao? Cỡ thầy nghe nó láo sao? Lên liền, nhanh lên. Sao? Dữ gì sao? Nó nói ai? Nó nói xấu em hả gì? Nó chửi em hả? Sao? Đúng rồi đó mấy em ơi, trừ điểm đi. Để thầy kiếm lợi nha. Để thầy kiếm lợi bài của bằng Đạt nha. Từ từ tấu số rồi. Sao? Em phải kể ra, em phải nói bằng chứng này kia ra liền. Nhanh lên đi Lê Quang Thịnh, nhanh lên Thịnh ơi, lẹ lên cưng. Em là kiểu bọn nó đi chọc người khác rồi bị đánh, nhưng nó lùn. Ừ, trời ơi, sung gà tre hả? Gan dạ nè, thấy không đó? Gan dạ chưa? Trừ điểm nha. Không có cố gắng nữa. Hết cố gắng rồi. Hết cố gắng rồi. Trừ 5. Đó. Có cố gắng cái sự lực. Hết cố gắng rồi. Trừ 5 điểm. Vậy đi mới xứng đáng được. Tội nhỏ gì. Có người ta đứng ta phản biện kìa, thấy không. Cái phần này được. Hết cố gắng rồi. Trừ điểm.
hết cố gắng rồi. Trừ điểm đi. Trừ 5. Bực mình. Sao hào vẽ thầy mắt bị lé hả? Tôi là ai? Tôi đến từ đâu? Rồi ok, cảm ơn nha Thịnh. Trời ơi, nhờ em nói tôi mới biết đó. Bực mình. 200 ca tim kìa, vừa chưa? Vừa rồi. Xuất sắc rồi đó. Chịu. Vừa đi. Bên này chăm chế đi, 70. Ai vẽ bức này ngộ vậy? Nhã My hả? Vẽ đẹp với đàn chăm. Ủa sao bức này quen quen? Bức này như tôi nhớ tôi chấm rồi hay gì mà ta? Tôi nhớ không lầm tôi chấm rồi đó nha chưa. Như cái bức này ai vẽ đây nè. Tôi nhớ không lầm là như là bức này là chị của em vẽ. Rồi em cắt ra em nộp cho tôi phải không? Phải không Thịnh? Phải không em? Thịnh à. Phải không? Em mà không trả lời tôi ha, tôi cho em 3 giây nữa ha. Cái bài em tôi trừ 100 điểm luôn đó. Báo trước em đó. Trả lời. Nhã My không có chị. Ờ rồi ok, vậy đúng bài rồi nha chưa. Cảm ơn em, thầy nhớ lộn. Thì nhớ lộn thôi làm gì à. Nhớ lộn thì mình để với nguyên điểm. Còn nhớ đúng á, lên số bài. Tội qua mặt giáo viên. Nam trừ điểm đi. Hồi chiều tôi nói là tôi ca ngợi Việt Nam. Cái anh nói gì nè? Ủa sao thầy nói tên em? Trời ơi Phật ơi. Em đổi tên khác đi, em đừng tên Nam nữa. Miễn mà nói tới cái gì mà tới Việt Nam hay là tới cái này cái kia có chữ Nam là anh không chịu mấy em. Anh làm như tên của anh độc quyền vậy đó. Tính cho cái bước này là 95 điểm. Em nói chuyện thấy ghét quá, tôi cho em 94 điểm. Mệt. Gì nó vậy? Ôi trời, cái bước này nó sắc nét hơn nè mấy em ơi. 100 đi. Đẹp quá vậy, cũng là quá sắc nét luôn nè mấy em. Sao thầy Tò là thích nhân vật phản diện không vậy? Ừ, tại vì tôi là kẻ phản diện mà. Cái gì nó vậy? Đẹp chăm. Ê, tôi gút lỡ lờ khen. Bài này chưa được chỉnh chu. Chính chính. Hay không? Đó. Đẹp không? Bé ca, cái gì vậy? Nói cái gì đó? Thầy cho ai 40 đi cho. Em cho thầy hoa, tào lao. Sao má quá vậy? Tôi không có thực dụng như vậy đâu. Nhưng mà tặng thì tôi lấy nha. Thanh Trúc lớp trưởng bài vẽ quá tốt, rất là xinh. Và có cái phong cách vẽ rất là tốt luôn nha mấy em. Ngon lành luôn. Ngon quá đi. Thấy không? Quá ngon lành luôn. Ngon quá, ngon quá đi, ngon quá đi. Rồi anh Trâm, bài vẽ ngon quá. Tốt. Người ta lớp trưởng mà. Ừ, được, lớp trưởng này giá đẹp nè. Quên, có lớp trưởng này giá đẹp. Mấy lớp trưởng khác sao xuồng cà na. Trường lớp trưởng chắc vẽ ghê lắm. Được. Thì bài vẽ ngon. Rồi xong rồi đó. Có cần coi lợ nữa không? Sao mấy em nhiều chuyện quá mà. Coi mà còn ý kiến với cò nữa tối ngày. Lớp tàn siêu phẩm chờ ơi. Lớp của tôi dạy mà em. Không siêu phẩm hả? Lẽ hả tôi cho rớt. Thịnh, thầy nhớ rồi Thịnh ơi. Thầy nhớ rồi Thịnh. Sao cái bức này giống của Lê Quang Thịnh hồi đó nè, thầy giữ vậy ta? Thịnh, thầy nhớ rồi đó. Ta đã nhớ rồi. Cái tấm này như hồi đó em nộp cho tôi. Có hả? Có chứ sao không có. Ta trừ điểm liền. Ta trừ điểm mi liền. Vậy là mi lấy cái tấm này ra, mi đưa cho bạn. Bạn cắt ra bạn nộp cho tôi. Nhầm rồi thầy ơi. Không có nhầm. Tôi nhớ kỹ lắm. Con còn không đọc được chuyện đó là chuyện gì? Chuyện này là chuyện gì vậy mấy em? Chuyện này chuyện gì vậy mấy em? Từ từ, cái chuyện này chuyện gì vậy mấy em? Từ từ. Tôi nói thiệt nha mấy em, là mấy em đừng có qua mặt tôi. Tôi nhớ hết toàn bộ đó. Mà tại vì tôi không có nói thôi nè. Cái này là chuyện gì vậy mấy em? Để qua đây đi cho dễ lấy. Dương Xuân Thi nè, hồi đó giờ tôi tin tưởng như Dương Xuân Thi rồi. Con sao vẽ được đẹp như vậy được, nhưng mà cái nét này của em. Chứ ai? Trời ơi, cái bước này 97 điểm hả? Ủa, cái gì mà ủa, tôi nhớ cái này của em nộp cho tôi rồi.
Không thầy ơi, tôi nhớ vậy đó. Tôi nhớ rất là rõ nha. Đây Lê Quang Thịnh. Sao? Tôi để cái dấu, tôi điểm cái còn cái dấu chấm ở đây một cái thôi là em tớ số với tôi rồi đó. Cái gì nữa? Cái này hồi đó em nộp cho tôi nè. Không, thấy em không chọn như cái nét này phải của em. Thằng nhóc Thịnh cái nét của nó phóng khoáng lắm, nó hào phóng lắm em. Nét của nó đậm chất trang trí, nó đâu có như thế này đâu. Để tôi nhớ lại cái ai ta. Nhưng mà trong cái lớp này tôi nhớ gì đó. Từ từ. Và em không biết nhân vật này rồi sao em giải cái chuyện này chuyện gì nữa. Tôi nhớ như vậy đó, đúng thôi à. Còn không đúng thì thôi. Đúng thì trừ điểm, còn đúng thì thôi chứ. Tôi nhớ như vậy đó. Khác chuyện thầy ơi. Khác chuyện gì tôi không cần biết. Miễn em vẽ là tôi trừ điểm, ok. Rồi hết rồi. Lớp này vẽ được cái chất lượng thôi chứ không được gì trơn. Tôi báo cho mấy người biết trước nha chưa, mấy người giá bài sẽ cho đàng hoàng nha. Để tôi lên livestream tôi nở mặt nở mày cho bà con lối sớm nha. Tôi mà lên livestream tôi thấy ha, có một cái bài nào mà dễ mà không có chất lượng cái đi ha. Rồi mấy em tớ công chuyện mấy em tôi báo trước. Tôi hiền lắm à, mấy em đừng để cơn ác mộng lặp lại. Ừ. Cái gì đó, nói gì đó. Rồi cái câu hỏi đô rê phi ở đâu thầy là gì? Là tôi mới hỏi đó, tại vì ghép hai người lại mà. Không đúng thì thầy đền bù tổn thất tinh thần đi. Thì bây giờ tôi cho cộng một điểm được chưa? Thịnh buồn đó thầy ơi. Thịnh mà nó biết buồn gì? Mấy em không có thấy chân dung của Thịnh, mấy em không biết. Cái mặt nó không bao giờ mà buồn được. Đây nè, để tôi vẽ chân dung của bạn Thịnh cho nghe. Tại vì ảnh còn đang trong live nè. Để tôi sẵn tôi vẽ luôn. Đây. Mắt mà tao nói hả, thấy mà không thể nào tưởng tượng được. Khuôn mặt dễ thương lắm, tròn do hả, tròn nhọn dễ thương lắm. Cái miệng dễ thương á, cái tai cũng được lắm. Vậy nè, thấy không? Không, tóc của ảnh là để cái tóc gì nè mấy em. Dễ thương lắm. Tóc gì nè, tóc gì nè, cưng lắm. Từ từ. Cưng lắm. Mà mắt ảnh hí, khi mà ảnh cười lên rồi đó là con mắt nó tròn vậy luôn nè mấy em. Cười lên là tròn như là mũi cao ha. Mà cái răng gì nè, cười lên đẹp trai. Đó, răng đều lắm mấy em. Đó, cười lên vậy đó. Chân mày cũng được, chân mày thanh tú nữa. Đó, được lắm. Nhưng mà khi mở mắt thì con mắt gì? Tưởng tượng được. Dạ dẻ mà dạ xấu vậy. Đã tôi nói tôi không có biết dẻ mà trời tôi mệt. Mà được cái anh cười lên á, là con mắt anh hí á. Ảnh nhỏ xíu, con mắt anh nhỏ xíu à. Ảnh cười lên một cái nha, là nó tròn y như là cái icon mà mấy em hay nhắn tin á. Nó gì luôn nè. Y chang cũng sơi miếng luôn mấy em. Thiệt luôn á. Trong cuộc đời tôi mới thấy. Ồ, cười lên cái hai con mắt nó tròn lợn gì luôn. Tao nói mắc cười cũng chết. Anh mới khoe tôi anh lên đựng ký sau Tết ghê không. Thôi không biết nữa, không nực cười cho đấy là chưa kể đến việc này là mình thấy nó cũng có thể là do người lại vì em nói gì ạ? Em nói cái gì em? Em phát biểu linh tinh gì ạ? Rồi ok vậy đi, rồi giờ mình coi bài xong hết rồi còn ý kiến gì không? Nhìn đi nét là biết vẽ xấu rồi, đúng rồi đó, tôi có biết vẽ đâu mà xấu chứ đẹp. Tôi đâu có bằng chuyên môn, chuyên ơ gì đâu, mà xấu chứ đẹp. Lớp khác đi hả? Thôi làm biến. Thầy đóng vai phản biện. Ê thầy thích vai phản diện hơn. Tôi mà là luật sư đó ha. Tôi cả lộn mà bị oan mà thành bị cáo luôn đó. Bảo đảm. Thiệt. Rồi vậy đi. Thôi giờ tôi xuống like được chưa? Câu đố hả? Câu đố gì? À cái câu đố gì? Câu đố con Luffy á hả? Trời sao em nhớ hay quá vậy. Rồi đố nhanh rồi còn xuống like nha. Câu đố của Dorafi đúng không? Ủa đâu phải. À rồi ok. Câu đố phải không? Rồi đố mấy em. Bà đó bà bay lên chờ hỏi bà bị gì mà bà chết. Bà chết bao nhiêu tuổi?
Là bao nhiêu tuổi? Bao nhiêu tuổi mà bị cái gì? Bị cái gì nữa? Bị cái gì mà qua đời? Lẹ lên. Từ từ. Bị bò hút. Ôi là trời. Quá mệt mỏi. Rồi, 73 tuổi. Nhưng mà để tôi kiếm lại cái cơm mình nhanh nhất đầu tiên là số mấy? Đáp án của mình là 73 tuổi nha. Từ từ. Số đầu tiên là số mấy nha? Từ từ để tôi kiếm lại coi. Trời ơi, số 73. Bạn Thanh Moon đã bình luận đúng nha. Thì bây giờ đáp án của mình đó là bà đó là bò đá, bả ba là 73. Ok. Rồi ok, mấy em thật là thông minh. Mệt ghê. Ê, em được cộng thêm 5 điểm rồi nè. Mệt ghê vậy đó. Quá mệt mỏi mấy em. Thì bà đó là bò đá. Không, nó bả bị sét đánh tào lao. Bà đó là bò đá, bả ba là 73. Rồi ok, chốt điểm nha. Rồi vậy đi. Rồi ok nha, đầy đủ rồi đó, không có mà ý kiến gì hết trơn nha. Rồi giờ tôi xuống like nha. Thôi bye bye.